Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Ba Lan cách chức và triệu hồi trung tướng chỉ huy Eurocops Nga nâng cấp sát thủ diệt hạm có thể khiến Ukraine đối mặt với thảm họa Nga kích hoạt hệ thống pháo phản lực quân phong nã tên lửa tới tấp vào các mục tiêu Ukraine Ukraine bắt đầu sử dụng khí cầu mang theo thiết bị nổ để tập kích lực lượng Nga trên tiền tuyến ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị theo dõi. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web chính thức ngày 27 tháng 3, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết các quan chức tình báo nước này đã mở một cuộc điều tra liên quan đến việc đảm bảo an ninh cá nhân của trung tướng Gromadzinski. Theo tuyên bố, cuộc điều tra đã hé lộ thông tin mới về ông Gromadzinski nên Vaxsava quyết định cách chức chỉ huy Eurocops của vị tướng này và ra lệnh cho ông trở về Ba Lan ngay lập tức. Bộ quốc phòng Ba Lan không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điều tra nhằm vào ông Gromadzinski. Eurocops sau đó ra thông báo mô tả việc cách chức vị tướng này là một quyết định nội bộ của Ba Lan. Theo đài RT, Eurocops đặt trụ sở tại thành phố Strasbourg của Pháp là lực lượng quy tụ quân đội từ 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU gồm Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Ba Lan và Tây Ban Nha. Eurocops đang đồng thời thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và huấn luyện cho Liên Hợp Quốc, EU và NATO. Việc Warsaw triệu hồi ông Gromadzinski về nước diễn ra sau sự ra đi của chuẩn tướng Ba Lan Adam Mazak, người cho đến tháng 9 năm ngoái vẫn phục vụ tại trụ sở Eurocops ở Strasbourg. Theo quân đội Ba Lan, ông Mazak đột tử với nguyên nhân tự nhiên khi đang làm nhiệm vụ ở Mons, Pháp. Trong diễn biến có liên quan, theo hãng thông tấn TASS của Nga, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết trong một tuyên bố Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công liên hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển và trên mặt đất, cũng như máy bay không người lái nhằm vào các trung tâm, địa điểm ra quyết định của cơ quan an ninh Ukraine, các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và các khu vực triển khai của lực lượng lính tư nhân nước ngoài ở Ukraine. Các cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu đề ra. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga vừa qua, quân đội Nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa siêu vật âm Kinza, để đáp trả việc Ukraine pháo kích vào các khu vực đông dân cư của Nga và nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ của nước này. Đồng thời, lực lượng không quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác, phóng từ trên không và máy bay không người lái. Mục tiêu là các cơ sở công nghiệp điện và khai thác khí đốt của Ukraine, cũng như xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Hải quân Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh nước này rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực đông dân cư của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa. Về phần mình, Hãng thông tấn Union của Ukraine dẫn thông báo của lực lượng không quân Ukraine cho biết 10 trong tổng số 13 máy bay không người lái của Nga được phóng từ vùng Kursk đã bị bắn hạ ở các khu vực Kharkov, Sumy và Kiev. Thông báo lưu ý thêm rằng các đơn vị tên lửa phòng không, nhóm hỏa lực cơ động, thiết bị tác chiến điện tử của không quân và lực lượng phòng không Ukraine đã tham gia đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nhận định về hãng Tintasq, P 800 Onyx của Moscow sẽ sớm nhận được các thiết bị dẫn đường chủ động mới, cho phép quân đội Nga tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Ukraine với độ chính xác cao hơn. Tên lửa này có thể được phóng từ các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion, tàu mặt nước và tàu ngầm, có tầm hoạt động khoảng 300 km và di chuyển với tốc độ lên tới hơn 3.000 km/h. Nó thường được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nguồn tin trên tiết lộ, ban đầu được thiết kế làm tên lửa chống hạm Onyx có khả năng tấn công các cơ sở trên mặt đất của đối phương với độ chính xác cao hơn nhờ thiết bị dẫn đường chủ động mới. Một nguồn tin khác nhận định với TASS, quân đội Nga cũng đang làm việc để biến các tên lửa hành trình chống hạm trở nên bất khả xâm phạm trước các thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine. Việc nâng cấp có thể tạo ra thách thức cho các lực lượng của Ukraine khi Kiev được cho là đối mặt với tình trạng thiếu thốn đạn dược. Hồi tháng 2 năm 2024, hai quan chức Mỹ nhận định với ABC News rằng điều này có thể trở thành thảm họa vào cuối tháng 3 một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, tình hình sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn trong suốt mùa xuân và mùa hè. Vì vậy, khoảng thời gian mà chúng ta đang bước vào là một khoảng thời gian quan trọng. Gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề nghị vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Tận dụng tình hình này, Nga đang giành được thành quả tại khu vực Donetsk ở phía đông. Sau khi kiểm soát được Adipka vào tháng 2, các lực lượng của Moscow đã giành thêm một số ngôi làng trong khu vực. Trong đó có Nevensky, Oloca Krasnoye và Ivanovska. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho biết trong một phân tích rằng việc Ukraine thiếu đạn dược và các trang thiết bị khác có thể khiến tiền tuyến của nước này trở nên mong manh hơn những gì mà các bước tiến tương đối chậm của Nga tại các khu vực khác cho thấy. ISVK cho biết, ưu tiên của Ukraine đối với các khu vực bị những cuộc tấn công của Nga đe dọa mạnh mẽ nhất có thể tạo ra lỗ hổng ở những nơi khác mà các lực lượng của Moscow có thể khai thác để đạt được những tiến bộ bất ngờ và đáng ngạc nhiên nếu nguồn cung cho Kiev tiếp tục suy giảm việc Nga duy trì thế chủ động trên chiến trường đã làm tăng nguy cơ xảy ra những diễn biến như vậy bằng cách cho phép các chỉ huy quân sự Nga lựa chọn tăng hoặc giảm hoạt động ở bất kỳ đâu dọc chiến tuyến, gần như theo ý muốn. Trong diễn biến có liên quan, theo video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, một xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức chế tạo đã bị binh sĩ Nga thu giữ ở ngoại ô thành phố Adipka. Báo cáo của quân đội Nga cho biết, chiếc Marder bị quân đội Ukraine bỏ lại sau một cuộc phản công bất thành vào Adipka. Kể từ khi Moscow giành quyền kiểm soát Adipka vào tháng 2, Kiev liên tiếp tổ chức các đợt phản công nhằm giành lại thành phố nhưng không thành công. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, xe chiến đấu bộ binh của Đức sẽ được kéo về hậu tuyến của Nga và sẽ được các kỹ sư quân sự nước này nghiên cứu. Đây là cách nhanh nhất giúp quân đội Nga biết về cách vận hành các mẫu xe thiết giáp của NATO cũng như ưu nhược điểm của chúng. Marder là xe chiến đấu bộ binh do Đức phát triển từ những năm 1960 và được biên chế trong quân đội Đức từ năm 1971. Xe được thiết kế với lớp vỏ bọc làm từ thép, có khả năng chống lại các loại đạn và các mảnh đạn pháo thậm chí có thể chống đỡ trước đạn xuyên giáp 20mm. Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi nhóm trinh sát trên không của nước này phát hiện một số đơn vị bộ binh và thiết giáp của Kiev ở bờ tây sông Dnieper, họ đã chuyển thông tin về tọa độ của đối phương đến các lực lượng Moscow gần nhất. Bình sĩ Nga tiếp đó đã kích hoạt hệ thống pháo phản lực cuồng phong BM-27 Uragan, nã tên lửa tới tấp vào các mục tiêu Ukraine khiến chúng nổ tung nhà chức trách tuyên bố cuộc tấn công phủ đầu đã thành công. Thời gian chính xác xảy ra sự việc không được công bố. Kiev thường không lên tiếng bình luận về những sự cố như thế này. Pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan do công ty NPO s của Nga sản xuất còn được biết đến với tên gọi khác là 9B-140. Ngoài BM-27, NPO s cũng chế tạo nhiều hệ thống tên lửa loạt MLRS khác cho quân đội Nga. Uragan được chế tạo ở thời kỳ cao trào của chiến tranh lạnh, nhằm thay thế cho pháo phản lực M21 Grad MLRS thế hệ cũ. Cả Uragan và Grad đều có nguồn gốc từ pháo phản lực BM13 Katyusha của Liên Xô có từ Thế Chiến thứ hai, được quân đội Đức gọi là chiếc đàn Organ của Stalin. Liên Xô bắt đầu phát triển Uragan vào năm 1969 và công bố nguyên mẫu đầu tiên vào năm 1972. Năm 1975, BM27 được đưa vào biên chế của quân đội. Sau khi Liên Xô tan giã, nhiều nước từng thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Ukraine vẫn sử dụng hệ thống này. BM27 Uragan được hợp thành từ 16 ống tên lửa 220mm, gắn trên khung gầm xe tải ZIL-135-8 x 8. Vũ khí này được trang bị hai động cơ ZIL-375, mỗi động cơ có công suất 180 mã lực đặt phía sau cabin. BM27 có hệ thống bom lốp trung tâm, giúp tăng cường khả năng di chuyển trên những địa hình khó khăn như bùn đất, cát và tuyết. Nó có thể hoạt động trong điều kiện khí hậu từ âm 40 độ C đến 50 độ C. Xe phóng Uragan được hỗ trợ bởi xe nạp đạn 9T452 xe nạp đạn cũng gắn trên khung gầm ZIL 135LMP 8x8 và có kiếp lái gồm 2 người. Hệ thống có tầm bắn từ 35 đến 40 km, thời gian phóng loạt hết 20 giây, tái nạp mất 15 đến 20 phút. Một trong những yếu tố làm nên uy lực cho loại vũ khí này là khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau từ đạn huấn luyện, đạn nổ phá mạnh, đạn hóa học, đạn nhiệt áp, đạn chùm với chức năng chống tăng và chống bộ binh. Một xe BM27 có thể phóng loạt 16 quả đạn, bao trùm khu vực mục tiêu có diện tích 17,4 hectare hệ thống này có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự IL-76, An-22 hoặc An-124. Kiếp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và binh sĩ phụ trách công việc đo tọa độ mục tiêu đối phương. Với sức mạnh đáng gồm, pháo phản lực BM-27 Uragan được đánh giá là hệ thống pháo phản lực mạnh thứ hai của Nga, chỉ đứng sau một hệ thống tên lửa khác là BM-30 SM Quân đội Ukraine đang bắt đầu sử dụng khí cầu mang theo thiết bị nổ để tập kích lực lượng Nga trên tiền tuyến, song hiệu quả có thể không cao. Cụ thể, theo Musk, một tài khoản Telegram ủng hộ quân đội Nga và có 2,8 triệu người theo dõi trên Telegram ngày 27 tháng 3 đăng ảnh một quả khí cầu mắc trên cành cây sau khi bị bắn rơi, cho biết đây là vũ khí cảm tử mới mà lực lượng Ukraine gần đây triển khai nhằm bí mật tập kích lực lượng Nga. Tài khoản trên cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Nga bắn hạ loại khí cầu này từ đầu xung đột theo mas nó được thiết kế giống như khí cầu thời tiết để tránh bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không hay pháo binh khí cầu được trang bị thiết bị định vị gps bộ điều khiển chấn lưu thiết bị nổ và nguồn điện tổ vận hành nhập sẵn tọa độ mục tiêu và bộ điều khiển trên khí cầu trước khi triển khai nó ra tiền tuyến giới chuyên gia nga nhận định gần như không thể tấn công mục tiêu một cách chính xác bằng phương pháp này song vẫn cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng vì khí cầu cảm tử có thể bay ở độ cao rất lớn nên khó bị bắn hạ Họ cũng cho biết loại khí cầu này đã vô tình làm rơi chất nổ khi bay qua các ngôi làng ở khu vực biên giới, khiến một số người bị thương nặng. Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, ở chiều đối diện, các quan chức Ukraine từng cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã phát hiện và bắn hạ 6 khí cầu có thể được gắn các thiết bị trinh sát nghi là của Nga trên bầu trời thủ đô Kiev. Tạp chí The Drive cho rằng đây có thể là chiến thuật mới của Nga nhằm thu thập thông tin tình báo về khả năng phòng không của Ukraine, cũng như đánh lạc hướng để Kiev tiêu tốn nhiều đạn dược và các nguồn lực khác. Thời điểm đó, cơ quan quản lý quân sự Kiev KCMA đăng trên Telegram rằng chúng tôi phát hiện khoảng 6 mục tiêu của kẻ thù trong không phận Kiev. Đây là những khí cầu di chuyển trên không trung chịu tác động từ sức gió. Mục đích của những khí cầu này có thể là nhằm phát hiện và làm cạn kiệt năng lượng phòng không của Ukraine. Được biết, khí cầu quân sự từng được sử dụng phổ biến trong thời kỳ thế chiến thứ nhất với nhiệm vụ quan sát hoạt động di chuyển của đối phương chỉ thị mục tiêu cho pháo binh và phát hiện sớm các cuộc tập kích của kẻ thù khí tài này cũng được dùng để vận chuyển hàng hóa thư từ và cả con người trên chiến trường sau thế chiến thứ nhất khí cầu quân sự dần biến mất khi máy bay và các công nghệ khác xuất hiện tuy nhiên nó vẫn được sử dụng cho một số mục đích cụ thể như quan sát khí tượng hay huấn luyện phi công trong thời kỳ chiến tranh lạnh mỹ từng triển khai hàng trăm khí cầu tầm cao tới khu vực đông âu để thu thập thông tin tình báo về năng lực hạt nhân của các quốc gia tại đây quân đội một số nước ngày nay vẫn tiếp tục sử dụng loại khí tài này